Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Tin Tức Online. Xin chúc cho quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo những bản tin của chúng tôi. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đó là bóng chuyền Việt Nam có cơ hội lập kỷ lục xuất ngoại, bạn trai Kiều Trinh khiến cổ động viên bất ngờ. Tiếp theo là thông tin liên kết đội bóng nước ngoài, mô hình mới để các đội bóng chuyền Việt Nam phát triển. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của người hâm mộ khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt lên tiếng về quyết định gây tranh cãi gay gắt liên quan tới lựa chọn nhân sự tham dự giải các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên đó là bóng chuyền Việt Nam có cơ hội lập kỷ lục xuất ngoại, bạn trai Kiều Trinh khiến cổ động viên bất ngờ. Kiều Trinh và Lộc Anh dự kiến sang Thái Lan thi đấu cho câu lạc bộ Supreme Chamburi Itech. Theo dự kiến, sau khi kết thúc cúp các câu lạc bộ thế giới ở Hàng Châu, Trung Quốc, Kiều Trinh và Lâm Anh sẽ bay sang Thái Lan để khoác áo Chamburi. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan đã khởi tranh từ tháng 11, với giai đoạn đầu tiên dự kiến kết thúc vào tháng 12. Ngoài ra, các câu lạc bộ bóng chuyền của Thái Lan cũng quan tâm tới những gương mặt như Trà Giang, Nguyễn Thị Trinh, Tú Linh, Bích Thủy, Lý Luyến. Những cầu thủ này có thể sẽ cập bến giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan và tạo kỷ lục về số vận động viên Việt Nam xuất ngoại sang xứ Chùa Vàng. Trong quá khứ, nhiều vận động viên bóng chuyền của Việt Nam đã sang thi đấu ở Thái Lan và khẳng định được tài năng của mình tại đây. Kiều Trinh đang thu hút nhiều sự chú ý sau khi giành hai danh hiệu hoa khôi bóng chuyền trong năm nay và cùng với đó là phong độ cao ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Gần đây, bạn trai của Kiều Trinh là Huỳnh Quốc Sự đăng story trên mạng xã hội với dòng chữ "Lấy chồng được chưa?" khiến fan chú ý. Nhiều cổ động viên cho rằng đây chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng có người đã nói về khả năng hoa khôi bóng chuyền lên xe hoa. Huỳnh Quốc Sự sinh năm 1999, cao 1m92, là vận động viên bóng chuyền của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai không ít lần chia sẻ những bức ảnh chụp cùng nhau trên mạng xã hội. Và nối tiếp là thông tin liên kết đội bóng nước ngoài, mô hình mới để các đội bóng chuyền Việt Nam phát triển. Một số đội bóng chuyền trong nước đã bắt đầu hướng tới việc liên kết cùng đội bóng đối tác nước ngoài, từ đó xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn lâu dài cho mình và cũng không ngoài việc tạo cơ hội để cầu thủ được thi đấu các giải đấu bên ngoài Việt Nam. Hiện tại, hai đội bóng đang xây dựng kế hoạch và sẽ tiến hành thực hiện phương thức liên kết với đội bóng nước ngoài ở việc thi đấu, tập luyện chuyên môn dành cho cầu thủ là VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thể thao Bình Điền Long An, ông Thái Bửu Lâm cho Sài Gòn Giải Phóng biết. Đúng là đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An có kế hoạch làm việc với các đội bóng đối tác để thực hiện mô hình liên kết về chuyên môn. Khi việc này thành hiện thực, cầu thủ của chúng tôi sẽ có thêm cơ hội được đào tạo chuyên môn dựa trên sự phù hợp về nhu cầu của các đội bóng. Theo tìm hiểu, đơn vị chủ quản đội nữ VTV Bình Điền Long An đã và đang làm việc với đối tác đào tạo chuyên môn bóng chuyền tại Đài Bắc Trung Hoa và Philippines. Đó là những đối tác có đội bóng chuyền nữ thi đấu tại giải bóng chuyền ở bạn. Trong khi đó, bóng chuyền Binh chủng Thông tin liên lạc cũng đang làm việc để có sự gắn kết với đối tác chuyên môn là câu lạc bộ Supreme Chamburi Itech của Thái Lan. Ghi nhận thực tế, đại diện đội bóng Thái Lan từng tới đại bản doanh đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước làm việc, xem xét kỹ lưỡng cơ sở vật chất cùng mục tiêu chuyên môn, chương trình đào tạo cầu thủ các tuyến ở đây. Ngược lại, khi chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023, đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước tập huấn tại Thái Lan và trực tiếp tập luyện ở điểm tập chính của đội Supreme Chamburi Itech. Đó đang là hai đội bóng lên kế hoạch thực hiện chương trình giải hơi về đào tạo chuyên môn, có những nước tính tương lai xa thay vì chỉ gói gọn sự phát triển trong nước. Cũng theo ông Thái Bửu Lâm, nếu các bên, hay nói đúng hơn là các đội bóng, làm việc được với nhau lâu dài, thì người được lợi nhất là cầu thủ, huấn luyện viên vì sự trao đổi chuyên môn, nhân lực rất hữu hiệu. Bóng chuyền nữ của Binh chủng Thông tin có đặc thù riêng là thể thao của quân đội. Do vậy, trong sự phát triển của bóng chuyền chuyên nghiệp, đơn vị này đã cởi mở cơ chế, tìm hướng phát triển thương hiệu ra nước ngoài và đó là cách đi khá hợp thời. Nếu không có gì thay đổi, hai đội bóng này sẽ thực hiện các chương trình liên kết của mình từ năm 2024. Mùa giải 2023 ghi nhận 10 đội nữ, 10 đội nam tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm 2024, con số chỉ còn 9 đội nam và 9 đội nữ. Năm 2025, số đội bóng dự giải đấu cao nhất này còn 8 nam, 8 nữ. Nếu đặt câu hỏi rằng các đội bóng trong nước có muốn hợp tác với các đội bóng nước ngoài để phát triển chuyên môn hay không, thì lời giải đáp là có. Tuy vậy, điều cần nhất trên hết vẫn là phải có nguồn lực. Hiện lúc này,
Đội nữ VTV Bình Điền Long An và đội nữ binh chủng thông tin Trường Tơi Bình Phước là hai đội tạo dựng được uy tín trong tuyển chọn cầu thủ, đào tạo huấn luyện chuyên môn cơ bản và cầu thủ phát triển thành danh ở các cấp độ thi đấu trong nước. Hai cơ sở tập luyện này là nơi thu hút nhân tài bóng chuyền mạnh nhất cả nước. Nguồn lực của từng đội bóng có, gồm con người, cơ sở vật chất, chiến lược phát triển, tính truyền thống và kinh phí, nhà tài trợ. Do thế, các đối tác khi tìm hiểu cơ hội hợp tác về chuyên môn, sẵn sàng gật đầu với họ là dễ hiểu. Chúng ta có không ít các trung tâm đào tạo huấn luyện cầu thủ bóng chuyền ở những địa phương ngành trong nước. Phần lớn các đơn vị đều trong tình cảnh nguồn lực về kinh phí eo hẹp và quân số cầu thủ không đông đảo cũng như chất lượng chuyên môn chưa tốt. Thực tế ghi nhận, nhiều đội bóng ở nhóm trên của giải vô địch quốc gia còn phụ thuộc vào cầu thủ do mình thuê mượn chứ không phải đào tạo chính gốc. Giải được bài toán nguồn lực nhằm tự tin kết hợp với các đối tác nước ngoài làm về đào tạo trao đổi chuyên môn là không dễ dàng. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng sẽ trả lời mọi thắc mắc của người hâm mộ yêu bóng chuyền cả nước khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt lên tiếng về quyết định gây tranh cãi gay gắt liên quan tới lựa chọn nhân sự tham dự giải các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. 14 cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Nhưng danh sách này đang gây nhiều tranh cãi. Danh sách của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc gồm có chủ công Như Quỳnh, Nguyệt Anh, Tú Linh, Phương Thủy, phụ công Bích Thủy, Lý Luyến, Trà Giang, Nguyễn Thị Trinh, chuyền hai Lâm Oanh, Kim Thoa, đối chuyền Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân, libero Khánh Đăng, Thanh Liên. Trong danh sách này, chỉ có duy nhất một gương mặt mới là Phương Thủy của Bộ Tư lệnh Thông tin. Phương Thủy được chọn thay Thanh Thúy đánh chủ công do Thanh Thúy phải thi đấu cho câu lạc bộ PFU Blue Card ở giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản. Các vận động viên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc đã tham dự hàng loạt giải đấu của tuyển Việt Nam từ đầu năm đến nay như cúp các câu lạc bộ vô địch châu Á, tuyển Việt Nam vô địch và giành quyền tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023, SEA Games 32, AVC Challenge Cup, FIVB Challenge Cup, VTV Cup, CV League, giải vô địch châu Á, ASEAN 2023. Riêng Trà Giang không tham dự giải vô địch châu Á và ASEAN. Quyết định công bố danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023 đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi và bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Trong số những gương mặt được chờ đợi là phụ công Lê Thanh Thúy, người vừa cùng Ninh Bình Liên Việt Postbank đoạt chức vô địch tại giải bóng chuyền nữ Việt Nam 2023 và được đánh giá cao với vị thế phụ công xuất sắc nhất tại vô địch quốc gia 2023. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia cho rằng Lê Thanh Thúy xứng đáng góp mặt trong đội hình quốc gia, đặc biệt là sau những màn trình diễn ấn tượng tại vô địch quốc gia 2023. Phản ứng này chủ yếu xuất phát từ sự không hiểu rõ về lý do vắng mặt của cầu thủ này trong danh sách tuyển chọn. Trong khi đó, người thay thế của Lê Thanh Thúy trong đội tuyển là Lý Thị Luyến, phụ công cao 1m95 của Hóa chất Đức Giang. Tuy nhiên, mặc dù được trao cơ hội thi đấu, Lý Thị Luyến không thể tận dụng mọi cơ hội và thể hiện đúng khả năng của mình, đặc biệt ở vô địch quốc gia 2023, nơi cô chủ yếu đảm nhận vai trò dự bị. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ về quyết định lựa chọn các cầu thủ, bảo đảm rằng quyết định này dựa trên quan điểm của ông và ban huấn luyện. Ông đã nhấn mạnh sự ưu tiên đối với những cầu thủ đã làm nên lịch sử, những người đã giành chức vô địch tại giải các câu lạc bộ châu Á và đã đưa đội tuyển đến giải đấu thế giới. Ông xem đây như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và thành công của các cầu thủ. Quyết định này mặc dù gây tranh cãi, nhưng cũng là một phần của chiến lược lâu dài của đội tuyển, có thể nhìn nhận không chỉ qua góc độ hiện tại mà còn qua sự đánh giá toàn diện về thành tích và đóng góp của cầu thủ trong suốt quãng thời gian dài.